Cai thị, chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 116: Người thành thật dễ độ. Đầu năm Dân Quốc, các vị xem cảnh trần hồi ức lục của Pháp Sư Đàm Hư. Trong đó có ghi chép có vị Pháp Sư phơi đèn sáp. Vị Pháp Sư này chân thật không có trí tuệ, rất ngu dốt. Chỗ tốt của ông là thành thật. Cái điểm này là rất khó được, đáng quý. Trong chùa có một số Pháp Sư trẻ thường hay ức hiếp ông, thường đem ông ra làm trò đùa. Tháng 6 trời nắng, người ta phơi kinh sách, phơi quần áo, phơi chăn màn. Pháp Sư trẻ nói với thầy Hương Đăng: đèn sáp cần phải phơi, nếu không phơi sẽ bị móc hết. Bạn xem, ông ấy thành thật đến như vậy, liền đem đèn sáp ra ngoài phơi hết. Khi phơi, toàn bộ sáp đều bị tan chảy hết. Đến buổi tối khi thượng điện, ông không cách gì thắp được đèn, vì sáp đã bị chảy hết rồi. Thầy Duy Na đương nhiên là không vui đối với ông, liền bẩm báo đến lão hòa thượng. Lão hòa thượng cũng hơn người, ngài biết được con người này thành thật, người thành thật sẽ có thành tựu. Lão hòa thượng liền bảo ông không nên làm hương đăng nữa, bảo ông đến chùa A Dục Vương lạy xá lợi của Thích Ca Mâu Ni Phật, một ngày lạy 3000 lạy. Ông ấy thành thật biết nghe lời, bảo ông lạy 3000 lạy, lạy đủ không thiếu lạy nào. Lạy qua 3 năm, ông được khai ngộ. Khai ngộ rồi, ông làm một bài kệ nhờ người đưa cho lão hòa thượng xem. Lão hòa thượng vừa xem, bài kệ rất tốt, liền gọi ông đến. Về sau, ông có thể làm thơ, có thể làm kệ, ông có thể giảng kinh nói pháp. Ông không học qua, mà tự nhiên thông đạt. Tâm chân thành có thể cảm thông chư Phật Bồ Tát. Trong ngạn ngữ chúng ta thường nói, thành tất linh. Cái gì là linh vậy? Trí tuệ khai mở, tâm chân thành khai trí tuệ. Trên kinh Kim Cang nói rất hay, tín tâm thanh tịnh ắt sanh thật tướng. Ông lạy được 3 năm, một ngày lạy 3000 lạy, lạy đến tâm thanh tịnh rồi, phiền não tiêu hết, nghiệp chướng tiêu rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Thế xuất thế gian pháp, ông vừa tiếp xúc thì liền thông đạt. Đây là thầy Hương Đăng ở trong chùa, không có đi học, không biết chữ. Chỗ tốt nhất của ông chính là thành thật. Người thành thật rất khó được. Người thành thật thì dễ dàng được độ. A-di-đà-phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô A